Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết của truyền hình Quốc hội Việt Nam. Thưa quý vị, Trung Bộ sang ngày mai mưa sẽ giảm rõ rệt, còn về chiều cường ở Nam Bộ dự báo sẽ đạt đỉnh của đợt này vào ngày mai. Trong khi Tây Nguyên ngày mai mưa giảm thì ở Nam Bộ vẫn tiếp diễn mưa dông về chiều, cục bộ có nơi mưa to ở miền Tây. Chưa kể hôm nay chiều cường sẽ đạt đỉnh của đợt này. Khả năng mực nước đỉnh chiều tại trạm Mỹ Thuận trên sông Tiền và trạm Cần Thơ trên sông Hậu sẽ cao hơn mức báo động 3 khoảng từ 20 cho tới 25 cm, còn trạm Phú An trên sông Sài Gòn vượt báo động 3 khoảng 6 cm. Mưa kết hợp với chiều cường dâng cao sẽ gây ngập úng những vùng trũng thấp ven sông, ven kênh rạch. Đặc biệt lưu ý là các đô thị lớn như là Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Để đảm bảo an toàn, quý vị hãy liên tục theo dõi các vị trí ngập, mức độ ngập để chủ động di chuyển, kê cao các đồ dùng điện và ngắt hết nguồn điện khi nhà có dấu hiệu ngập nước để phòng điện giật. Còn ở miền Trung, trong ngày mai mưa sẽ giảm rõ rệt, dự báo mưa chỉ còn nhỏ và ngắt quãng. Nhiệt độ các thành phố từ Phan Thiết trở vào cho tới Thanh Hóa là 27 đến 31 độ, còn các tỉnh thành từ Đà Nẵng xuống tới Bình Thuận thì có nền nhiệt không quá cao, dao động trong khoảng là 29 độ. Trở ra Bắc Bộ, miền Bắc sáng ngày mai có sương mù, trưa và chiều nhiều nơi sẽ chuyển nắng. Nền nhiệt vẫn tương tự như ngày hôm nay, cao nhất tại thủ đô Hà Nội và các thành phố sẽ phổ biến từ 28 cho tới 31 độ, cảm giác mát mẻ, dễ chịu. Chuyển sang với thời tiết biển, dự báo vào ngày mai, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, nhưng gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động mạnh. Quanh huyện đảo Trường Sa, cảnh báo có mưa dông, lốc xoáy và gió giật mạnh. Thưa quý vị, cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trên cả nước vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.